Mày cố tình đúng không? Mày cố tình. Thôi đi. Anh Hùng. Trời ơi, anh Hùng ơi, nó đánh em kìa. Nè, cô đánh tôi bây giờ con còn nói tôi nữa hả? Mày đánh tao giờ mày còn nói nữa hả? Thôi được rồi, được rồi, để đó anh. Cô gan quá ha. Gan quá. Anh còn yêu thương tôi nữa thì anh ly dị với tôi đi. Mắc mớ gì mấy người cứ hùa nhau hiếp tôi hoài vậy? Trời ơi. Mới nói gì đó? Mày có mày nói lại một lần nữa tao nghe coi. Chết mày với tao nè. Đi vô. Đi vô. Buông tôi ra. Từ nay về sau tao mà nghe mày nói hai chữ ly hôn với vậy là mày không toàn thây với tao luôn đó. Cho dù tao có dắt ai về cái nhà này mày cũng phải chịu chuộng đó. Mày nên nhớ là tao đang giữ bí mật gì của mày nghe chưa? Còn nữa, mày không được để ai biết cái chuyện này. Tính tao thù dai lắm á. Tao mà trả thù là không có xong đâu. Cái tính của tao nó mạng đó, mày nhớ chưa? Anh đánh nó xong rồi hả? Tự nhiên cái em thèm ăn bò tái chanh quá à. Anh kêu nó đi chợ á, mua đồ gì nấu cho mình ăn. Ừ. Nghe cho mày. Một thư lư đó nữa. Lấy khẩu trang đeo vô che cái mặt lại cho tao à. Đi nhanh đi. Cá nhảy anh. Đi lấy bậy vậy? Làm gì giờ này mới về? Tính bỏ đó hay về chồng tao hả? Cái miệng đâu? Không biết mở đâu nói chuyện. Trông như hết luôn vậy. Mày dùng cặp mắt nó liếc ai? Mày kênh ai? Bây giờ mày bước vô phòng tao đập mày nữa nè. Bữa nay tao bắt quýnh mày lắm rồi đó. Em cũng về đây bật nhạc maximum lên cho anh. Đứng luôn mày. Tới công chuyện chiến này. Nãy tao đánh mày chưa đủ đúng không? Được. Ủa? Ai vậy? Ai à? Mày dám đánh phụ nữ hả? Mày đánh thử đâu coi. Đánh thử đâu coi. Mày tưởng đàn bà con gái dễ ăn hiếp lắm đúng không? Ba mẹ cho tao học võ từ nhỏ là để xử mấy thằng khốn nạn như mày đó. Ta cho tôi. Cô là ai vậy? Nè chị Duy ơi, nè. Sao vậy? Nè. Quyên ơi. Quyên tỉnh lại đi nè. Quyên. Sao vậy? Sao mà mặt mũi bầm hết vậy nè? Quý. Đi về rồi nào vậy Quý? Ta là bạn thân của con Quyên. Từ nước ngoài mới về. Tính qua nhà chồng nó, thăm nó để cho nó bất ngờ. Nhưng mà người bất ngờ là tao đó. Tao không nghĩ nó lấy một thằng chồng khốn nạn như mày. Không yêu thương. Nhưng mà vẫn muốn ràng buộc nó ở bên cạnh. Để hành hạ nó. Bây giờ tôi qua đây đòi lại công bằng cho bạn tao, được không? Trâm ơi.
Ủa mày ở đây rồi, ai ở trong phòng vậy? Anh Hương, tao xử thằng tôi này cho mày rồi đó. Nhỏ đó mày xử đi, tao ok chưa? Nè, mày là ai vậy? Đừng có làm bậy nha. Tao báo công an á. Báo công an hả? Tao báo giùm tụi bay rồi, công an sẽ sớm tới đây gô cổ tụi bay thôi. Vì cái tội cấu kết nhau đánh đập hành hung tao suốt nửa năm nay. Tụi bay chờ ngày đi bóc lịch đi. Nghe nói mày giữ clip nhạy cảm của con Nguyên, uy hiếp nó hả? Bây giờ tôi giữ giùm mày, có gì tôi gửi cho mấy anh công an nha. Con Nguyên nó sẽ đưa đơn ly hôn. Hai đứa bay chờ ngày ra tòa đi. Làm sao vậy? Ngồi xuống đi, để mới cơm cho anh ăn nha. Sao có mấy món mày nấu đi nấu lại hoài vậy? À? Mày tưởng tao là heo hả? Mày bắt tao ăn lại hoài, mày biết ngán lắm không? Bình thường em thấy anh cũng thích ăn mấy món này mà. Thích ăn cái gì? Mày thích ăn đúng không? Cán được cho tao. Đó, thích được không? Ăn đi! Anh quá đáng lắm rồi đó nha. Mày nói ai quá đáng? Hả? Quá đáng! Nè, đừng mà. Quá đáng nữa. Đừng mà. Quá đáng! Quá đáng nè! Thích được cho tao. Ăn đi! Ủa Nguyên, sao giờ này chưa về nữa? Còn bận việc hả? Có cần tôi phụ gì không? Không cần đâu, chị tự làm được rồi, cảm ơn em. Tôi muốn phụ Nguyên mà, cho tôi phụ đi. Ê, không cần đâu. Nguyên bị sao vậy? Ai làm Nguyên ra nông nổi này? Là chồng Nguyên đúng không? Nè, cậu còn nhỏ, đừng có gọi người khác là thằng này thằng nọ. Tôi thấy Nguyên đi làm suốt ngày à, về còn phải lo việc nhà, cơm nước nữa. Vậy mà anh ta đối xử với Nguyên vậy đó, tôi không hiểu sao Nguyên có thể chịu đựng được nữa. Đó là chuyện của tôi, một đứa trẻ như cậu á thì hiểu cái gì. Tôi không phải là trẻ con, tôi hiểu, chỉ cần Nguyên tâm sự với tôi có thể hiểu hết á. Bất cứ lúc nào chỉ cần Nguyên nói, tôi sẵn sàng lắng nghe mà. Vì chị còn đang phải làm vợ, em hiểu không? Nhọc ý nghĩa. Nhọc mà nhọc. Nè, mấy người đang làm cái gì ở nhà của tôi vậy? Con nhỏ này là ai? Tại sao anh để nó trên giường của tôi? Nhà nào là nhà của mày? Nhà này là nhà của tao. Tao muốn dẫn ai muốn làm cái gì trong cái nhà này là chuyện của tao. Mày ở được thì ở, không ở được thì đi. Muốn yên phận á, mày đi ra ngoài nấu cơm cho tao. Anh cũng được. Mày nói hả? Hả? Tao nhắc lại cho mày nhớ nha. Tao chán mày lâu lắm rồi, tao không muốn sống chung với mày nữa. Muốn ở yên đây thì đừng có làm phiền tao. Còn không thì cút. Đi đi. Nhanh lên. Mập hứng. Nguyên đi vô đây. Bỏ tôi ra. Nguyên, bình tĩnh đi. Có đáng không? Chị mua hàng đang án tội mà làm gì có đáng không? Nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận số phận như vậy được. Không có số phận gì ở đây hết. Cuộc sống mình là của mình. Cái gì không ổn nữa, vứt bỏ cái đó thôi, chứ không phải là bỏ cuộc sống của mình luôn, hiểu không?
một đứa trẻ như cậu thì hiểu cái gì chứ. Cậu kết hôn chưa? Cậu có hiểu cảm giác của một người phụ nữ khi lấy chồng rồi không một ai muốn ly hôn cả? Họ không thể nào ích kỷ về hạnh phúc của bản thân mình mà để xã hội dị nghị đàm tiếu gia đình họ được. Đó không phải là lý do. Nếu mà cuộc sống hôn nhân của Nguyên hạnh phúc á, tôi không có nói làm gì. Đằng này thằng chồng của Nguyên á đối xử với Nguyên như vậy mà Nguyên cũng cố gắng chịu đựng, như vậy là bất hiếu với cha mẹ, là đối xử tệ bạc với bản thân mình á. Còn xã hội này á, không ai có cái quyền mà lên án Nguyên khi mà Nguyên dũng cảm bỏ đi cái người mà không còn thương mình nữa. Nguyên hiểu không? Chẳng qua bây giờ Nguyên không muốn từ bỏ chồng mình á là vì không biết phải bắt đầu lại từ đâu thôi. Tôi Nguyên còn có Thành mà. Thành muốn quan tâm chăm sóc cho Nguyên. Nguyên cho Thành một cơ hội đi Nguyên. Nhưng mà tôi không thể nào ích kỷ để cậu chịu thiệt thòi được. Tôi không xứng với Thành. Nhưng mà tôi không thấy thiệt thòi thì tại sao Nguyên lại nghĩ như vậy? Nguyên xứng đáng được hạnh phúc hơn như vậy rất là nhiều. Thành biết, Thành biết là Nguyên chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ, chưa sẵn sàng để tin tưởng vào ai đó. Nhưng mà chúng ta cho nhau thời gian đi, cho nhau một cơ hội đi, được không Nguyên? Chúc mừng Nguyên đã giải thoát cho bản thân. Chúc mừng Nguyên đã rất là can đảm. Cảm ơn Thành. Cũng nhờ có Thành mà Nguyên mới tự tin bước ra khỏi vũng lầy của cuộc đời mình. Tự tin để có thể bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn. Dạ, vậy là công của tôi lớn lắm đó nha. Vậy là tôi sẽ cho phép Nguyên dẫn tôi đi ăn, xong rồi dắt tôi đi xem phim nữa, để trả ơn cho tôi. Đi thôi. Đó mày hoài, mày không có cái quyền đó. Mày không nghe hả? Sao mày khờ quá vậy? Tại sao mày để ông anh hạ mày như vậy? Mày nói với tao nữa chứ. Con mày. Mày là vợ tao muốn làm cái gì là chuyện của tao, mày không có quyền mà lên tiếng. Nhiều đây. Đủ để cho anh ly hôn với Vân. Chưa kể anh còn có thêm tội hành hôn người khác nữa. Hẹn gặp anh ở tòa. Anh Hưng, em đang nghĩ anh luôn á. Anh ký giùm em cái đơn ly hôn này đi. Chứ bây giờ em không thể nào mà em sống nổi trong cái cảnh này nữa rồi đó. Mà nói ly hôn nữa. Tao nói mày hoài, mày không có cái quyền đó. Mày không nghe hả? Chừng nào tao không đồng ý là mày không có ly hôn gì hết, mày biết chưa? Nè, anh đừng có quá đáng nha. Nói là quá đáng hả? Mày nói quá đáng, mày mới quá đáng. Mày bỏ tao mày quen thằng khác chứ gì hả? Đúng không? Anh buông em nè. Mày anh buông ra coi. Bây giờ tôi phải làm cái gì thì anh mới buông tha cho tôi? Tôi chỉ muốn sống như một con người thôi mà. Thì mày sống đi. Mày ngoan ngoãn đi, tao để mày sống yên ổn chứ ai muốn làm cái gì mày đâu. Ta-da! Happy birthday bạn thân yêu của tôi. Vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, mày coi tao kỳ công không? Nè, mày tới đây chi vậy? Con nè, hỏi gì kỳ cục vậy? Hôm nay là sinh nhật mày, tao là bạn thân của mày thì tao phải qua đây chúc mừng sinh nhật mày chứ. Mày đó, sinh nhật gì mà quên hết bạn bè, không thèm gọi điện hay là hú hí gì hết trơn. Tao hiểu rồi, bữa giờ gọi điện không nghe máy. Chắc chắn là hôm nay có kèo đi riêng với chồng nè, đi đón sinh nhật ở một nơi xa lãng mạn, cho nên là không thèm ngó ngàng gì tới bạn bè hết, đúng không? Đúng rồi, tao có hẹn với chồng của tao. Biết ngay mà, cái đụng mê trai. Sao vậy?
Tao dưỡng nhẹ mà sao đau hả? Tại tao mới đi tập gym á, nên là cái người tao nó hơi nhức một xíu thôi à. Không sao đâu. Bữa nay đi tập gym nữa. Đâu coi thử coi. Tao đã nói với mày là không. Vâng. Mày bị sao vậy? Tao... Ông Hưng đánh mày đúng không? Sao mày khờ quá vậy? Tại sao mày để ông hành hạ mày như vậy? Mày phải chống lại thật là... Mày nói với tao mà chứ. Con mày... Thôi được rồi. Thôi được rồi, không sao đâu. Anh Hưng. Tới làm gì? Tôi muốn anh ký vào cái đơn ly hôn này. Bữa nay mày tới chỗ quán tao mày quậy nữa đúng không? Mày đi về nha. Rồi chiều về tao nói chuyện với mày sau. Cút. Không, tôi không đi đâu hết á. Bữa nay tôi muốn giải quyết tại đây. Bây giờ anh ký liền cho tôi đi. Thời gian qua hả, anh đã hành hạ đánh đập tôi là đủ lắm rồi. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ thay đổi về tôi, nhưng mà không, càng ngày anh càng quá đáng hơn thôi. Cho nên kể từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ để cho anh có thể hành hung tôi nữa đâu. Mày im cái miệng mày lại chưa? Bây giờ mày đi về nha. Mày là vợ tao, tôi muốn làm cái gì là chuyện của tao. Mày không có quyền mà lên tiếng. Mày đừng có như vậy nha. Tôi không đi đâu hết á. Anh ký cho tôi đi. Tao nói mày đi về. Đúng đó. Mày đi về cho tao. Nè dừng lại thằng. Đúng đây coi. Mày kéo bạn mày tới đây quậy tao luôn hả? Tôi nói cho anh biết, tôi đã ghi lại hết tất cả hành vi anh hành hung Vân rồi. Nhiều đây, đủ để cho anh ly hôn với Vân. Chưa kể anh còn có thêm tội hành hung người khác nữa. Mày xóa cái clip đó cho tao liền nha. Muốn xóa hả? Lên tòa mà xóa. Cái con này, tụi bay. Đi Vân, hẹn gặp anh ở tòa. Để. Ủa Vi, sao nửa đêm không ngủ đi? Qua phòng anh chị làm chi? Mà sao em vô không gõ cửa? Gì vậy em? Anh chị ơi, em sợ ma quá em ngủ không có được. Anh chị cho em ngủ chung với nha. Lớn là một thằng ma cỏ gì nữa, đi về phòng ngủ đi. Mà em không có về đâu, em sợ lắm em không có ngủ được. Anh chị cho em ngủ chung đi mà. Rồi chỗ đâu mà em đòi ngủ chung? Thì em ngủ chung với anh chị này đâu có sao đâu. Không có được. Vậy thôi mấy anh ra ngoài sofa ngủ đi. Cho Vi ngủ đây với em cũng được. Nói chịu khó đi. Con chuột, con chuột, con chuột, em sợ. Anh ơi, có con chuột kìa. Chuột đâu? Vi, không có. Nhà ở chung cư sao có chuột được? Con chuột nó mới chạy qua chân em nè, em sợ lắm. Vi, buông anh ra coi. Cái gì vậy em? Nhà này làm sao có chuột được? Con. Một là em ở đây em ngủ, còn hai là đi về phòng để cho anh chị còn nghỉ ngơi nữa. Có thiệt vì nó là em gái họ của anh Hưng không? Sao mà mình cứ thấy hả? Nay được nghỉ làm cho nên em đã muốn bỏ. Ngon dữ ta. Thay đồ lẹ đi rồi em lấy cho anh. Thay đồ nhé. Ừ. Trời đất ơi, cái gì nữa đây? Bữa nay mày đặt mua nhẫn cho anh nữa hả? Nhẫn gì em đâu có biết đâu, em không có mua rồi nha. Nè, nhẫn cặp trên bàn nè. Hả? Hả? Em mua đó. Sao? Đẹp không? Em thấy đẹp của em mua đó. Nè, một chiếc này em đeo, còn chiếc này em tặng anh Hưng đem đeo cho. Vi, anh không có đeo. Tự nhiên em mua cái này chỉ cho tốn kém vậy? Đâu có gì đâu mà tốn kém, em thấy nhẫn đẹp em mua thôi. Với lại em với anh là anh em họ mà. Anh đeo đi, đeo cho vui nha. Vi, anh không có đeo đâu. Mai mốt không có bày mấy cái trò này ra nữa nghe chưa? Tốn kém lắm. Không đeo thì thôi. Từ bây giờ giữa giờ sau em không mua gì tặng anh nữa đâu. Cái con này
Anh Hương, cái này em thấy lạ lạ, cho nên em phải hỏi thẳng anh luôn á. Anh với anh Vi á, rốt cuộc là sao vậy? Thì là anh em họ chứ sao? Anh em họ mà em thấy Vi đó, nó đối xử với anh không phải như là anh trai với em gái mà nó cứ sao khó nói lắm. Thôi em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, nói chỉ là em họ của anh thôi, tụi anh thân thiết nhau từ nhỏ cho nên là mới như vậy. Thôi được rồi, em đừng có suy nghĩ lung tung, tóm lại là không có cái gì đâu, em đừng có lo. Con đi thay đồ lẹ đi. Vy, cái gì vậy Vy? Em làm cái gì vậy? Em xích ra coi, xích ra. Em cho anh uống cái gì? Thuốc ngủ á. Em biết mình làm cái gì không? Làm cái gì? Anh Hưng, sao anh nhìn em căm thù dữ vậy? Anh Hưng, em chỉ muốn có một đứa con với anh thôi. Nhưng mà anh với em, anh với em thì sao? Em với anh dù mang tiếng là anh em họ, nhưng mà em thừa biết em chỉ là con nuôi của dì anh thôi. Em biết chuyện này lâu lắm rồi cho nên em mới yêu anh đó. Anh đừng có hòng mà giấu em nữa. Anh Hưng, em yêu anh nhiều lắm. Anh nhìn cái cách em đối xử với anh lâu nay mà anh không nhận ra hả? Em chỉ ước có một đứa con với anh thôi. Em hứa, em có con với anh rồi em sẽ không xen vào cuộc sống gia đình anh đâu. Anh cấm em cho Đan biết chuyện này nghe chưa? Anh Hưng, chịu không có nổi. Anh chị ơi, em có chuyện này muốn nói. Mấy bữa nay em thấy em không được khỏe lắm. Em nghĩ chắc em có em bé rồi, với lại em cũng trễ hơn một tháng rồi. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Chắc em phải bỏ nó thôi, chứ gia đình em mà biết chắc chết em chết mất. Vì bình tĩnh lại, em không có được bỏ em bé, dù sao thì nó cũng là con của em mà. Thôi bây giờ trước mắt cứ để là đi đã, rồi có khó khăn gì cứ nói với anh chị, có anh chị đây anh chị lo cho nha. Chị nói thiệt không? Con chị với anh Hưng mà. Em cảm ơn chị. Sao? Nhưng mà chị đang ơi, em thấy khó chịu quá. Hay là chị mua giùm em ít cái gì chua chua, bữa hay xài gì cũng được, càng chua càng tốt nha. Rồi rồi chị hiểu rồi, để chị xuống dưới chị mua nha. Anh Hưng, anh nói chuyện với em nha, đừng có để cho nó có suy nghĩ bậy bạ. Chắc anh cũng biết đứa bé này là con ai đúng không? Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con em. Chứ không em nói cho chị Đan biết, lúc đó chị Đan bỏ anh, em không có biết gì đâu á. Tại sao em đối xử với anh vậy? Sao em tàn nhẫn như vậy? Anh làm cái gì sai vậy mà em đối xử với anh vậy? Bắt bớ vậy phải phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Em đâu có phá hoại gia đình anh đâu. Anh vẫn là chồng của chị Đan mà. Em đã nói với anh rồi, em chỉ muốn có con với anh thôi. Chỉ cần anh cho em một chút vị trí trong lòng anh là được rồi. Đan ơi, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em và Đan. Anh không có muốn làm như vậy đâu. Anh xin lỗi em mà. Anh Hưng, em Đan nè. Đan ơi, anh không có muốn như vậy. Không sao đâu, anh biết lỗi rồi thì chuộc lỗi là được mà. Xin lỗi em. Giả vờ đi công tác có một chút xíu à? Mà mày đã lòi cái bộ mặt thật của mày ra rồi hả? Anh Hưng, tỉnh dậy đi anh. Ủa đây, Vy, sao em lại ở trong này? Em làm cái gì nữa vậy? Mày
nó giở trò với làm gì nữa. Thật ra tao nghi ngờ lâu rồi. Hôm nay tao quyết định để mày lòi bộ mặt thật của mày ra. Cô với anh Hưng cũng không có quan hệ máu mủ gì hết. Mày đến đây chỉ để phá hoại hạnh phúc gia đình tao thôi đúng không? Thì sao? Hả? Bây giờ tôi có con với anh Hưng rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho ảnh đâu. Anh xin lỗi em. Bấy lâu nay anh sợ làm Bi tổn thương, cho nên là anh mới giấu nói cái chuyện nó là con nuôi. Nhưng mà anh không ngờ nó biết chuyện nó từ rất lâu rồi, thậm chí nó còn yêu thầm anh nữa. Em yêu anh thì sao? Hả? Tính ra là em yêu anh từ lâu lắm rồi. Em yêu anh còn trước cả cô ta nữa. Tính ra em là người tới trước. Em yêu anh nhiều lắm. Nó chính nó cướp anh khỏi em. Còn chính mày là cướp anh hơn của tao. Mày còn đánh chết mày. Mày thôi đi Kiều Vy. Khùng này, mày giả bộ có bầu để ăn dại với chồng tao đúng không? Không có. Không có. Cô khốn nạn tới mức này hả Vy? Từ ngày còn nhỏ gì tôi đã yêu thương lo lắng cho cô như thế nào. Rồi tới lúc gì mất, một tay tôi chăm sóc cho cô ăn học đàng hoàng đầy đủ, rồi bây giờ cô lấy quán báo ơn như vậy đây đó hả? Anh Hưng ơi, em chỉ muốn có con với anh thôi. Anh Hưng à, cô đừng có nói cái gì nữa hết. Tôi không có cái người em gái tồi tệ như cô. Cô biến khỏi nhà tôi liền. Không. Cô biến liền đi. Tôi không có thấy mặt cô nữa. Đi. Đàn ơi, anh xin lỗi em. Em hiểu cho anh nha. Em hiểu hết mà. Anh cứ yên tâm đi. Từ nay không có ai phá hoại hạnh phúc của tụi mình nữa. Nha. Mày xem đi. Tao không ngờ luôn á, thằng Cu Bin không phải là con của anh Hưng. Tao thấy á, nó không giống ảnh một chút nào, cho nên là tao đã âm thầm đi xét nghiệm. Thì quả thật thằng Cu Bin với anh Hưng á không cùng quan hệ huyết thống. Cái gì vậy Thảo? Ai mượn đi xét nghiệm mấy cái tào lao này vậy? Mấy cái này có bao giờ đúng đâu. Thằng Cu Bin là con của anh Hưng á, mày đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Lỡ mà tới tay ảnh á là không xong đâu. Con của anh Hưng hả? Vậy thì để tao đi gặp ảnh, nói cho ảnh biết, rồi đưa tờ giấy xét nghiệm này để anh nghĩ sao về mày nha. Ủa, bộ mày giận tao chuyện gì hả Thảo? Hả? Mày không có giống như con Thảo, bạn thân của tao gì hết. Thảo, nói tao nghe đi, bộ có chuyện gì hả? Hả? Tao không còn là bạn của mày nữa. Kể từ khi tao biết là tao yêu anh Hưng. Bây giờ mày lựa chọn đi. Nếu như mà mày muốn tao giữ bí mật này á, thì chia sẻ anh Hưng với tao. Mày điên hả Thảo? Mày thừa biết anh Hưng là chồng của tao mà. Thì chính vì là chồng của mày, cho nên là tao mới ra điều kiện với mày. Sao? Mày cảm thấy khó quá hả? Vậy thì để tao chọn giúp mày nha. Tao sẽ đi nói với anh Hưng á là thằng Cu Bin không phải là con của ảnh. Mày thấy sao? Thôi Thảo đừng. Bây giờ mày bắt tao làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà mày đừng có nói với anh Hưng mấy cái chuyện này. Mày hãy nể tới tình bạn của tụi mình đi Thảo. Mày quên hết rồi hả? Là sao? Tao với mày không còn là bạn nữa. Bây giờ là tình địch. Tao cho mày sự lựa chọn á là còn mừng rồi đó. Còn hơn là bây giờ tao đi nói với anh Hưng á là thằng Cu Bin không phải là con của ảnh, rồi ảnh bỏ mày, thì tao càng có cơ hội đến với ảnh. Đừng mà Thảo, đừng. Mày đừng có nói với anh Hưng. Bây giờ mày bắt tao làm cái gì cũng được đó. Mày muốn tao sao cũng được, muốn tao với anh Hưng sao cũng được, rồi mày với anh Hưng tính tới cũng được luôn. Nhưng mà tao xin mày nha, giấu chuyện này giùm tao nha Thảo. Tao lại mày luôn á nha. Ủa, anh làm cái gì mà hôm nay nhậu xỉn quá vậy? Ngồi đây. Bữa nay anh đi gặp đồng nghiệp, lâu ngày mới gặp lại thì nói vui quá cho nên là anh uống hơi quá chén. Vậy là xịn lắm rồi đúng không? Anh có muốn tối nay vợ chồng mình làm gì đó mới mới cho đỡ chán không? Cái gì ghê vậy ta?
Làm cái gì là làm cái gì. Chưa cho bịt mắt không? Em sẽ bịt mắt anh lại. Em dám không? Để sẵn chứ. Trời ơi, vợ tôi bữa nay bạo quá. Em nè. Tôi hù luôn. Rồi sao nữa? Bây giờ anh đợi em ở đây. Em đi thay một bộ đồ thiệt là đẹp. Rồi em quay lại được không? Mặc đợi nữa hả? Ừ, đợi mới vui. Nhanh đó nha. Ừ, em biết rồi. Đây đây. Ta không ra là anh đi kiếm đó nha. Ăn nhiều vô đi em, làm cho mấy hiệp lận mất sức lắm đó. Ăn vô cho nó bù sức lại. Sao vậy, sao vậy? Em không sao, mắc nghẹn thôi à. Uống nước vô cái hết. Ăn thêm đi nè. Mà công nhận nha, từ lúc em biết cái trò cảm giác mạnh, anh mong tới tối dễ sợ. Chứ lại nào giờ cô tử em e dè lắm, đâu có ngờ là mạnh bảo dữ vậy đâu. Nhưng mà anh thích. Sao nữa vậy? Nãy giờ cứ thấy em càng kẹt hoài. Không có sao đâu. Anh ăn cơm đi. Ăn nhiều vô nha. Ai vậy ta? Hello Đan, chào anh Hưng. Vô vô ngồi chơi đi. Dạ. Mọi người ăn cơm hả? Cả nhà đang ăn cơm, để anh đi lấy chén đũa cho em nha. À, dạ thôi được rồi anh. Em có đồ ăn rồi, ngon lắm. Em để bụng lát xíu em ăn. À, Thảo, đi ra ngoài với tao một chút. Cái chuyện mà tao nói mày á, đi. Đi đi đi. Đợi em chút nha, chuyện con gái á. Ăn cơm đã chưa? Đợi chút. Thảo, tao cầu xin mày á, mày dừng lại mọi chuyện đi Thảo. Mày buông tha cho tao đi. Tao sống chịu hết nổi rồi Thảo, tao sống trong hồi hộp vậy. Tao không sống nổi đó Thảo. Mày đang làm cái gì vậy? Mày cứ như vậy hoài á. Là tao nói với anh Hưng, Bin không phải là con của anh. Nè, tao đã cầu xin mày là mày tha cho tao đi mà mày buông tha cho vợ chồng tao, tao nói đủ rồi. Nè, mày không nghe lời tao cầu xin hả? Mày làm cái gì vậy? Tao đã nói rất là nhiều lần rồi. Nói giờ tao coi mày là bản thân, mà không ngờ mày đối xử với tao đốn mạc như vậy. Mày đúng là con khốn mà. Mày nhớ ngày hôm nay mày tát tao nha. Tao sẽ ăn anh Hưng á cho tới nhiều tử luôn. Khốn nạn, mày làm gì đây? Anh Hưng hả? Hôm bữa hai người lén lút nói chuyện với nhau, tôi nghe hết rồi. Đan nè, cô Bin không phải là con của tôi đúng không? Rồi cô cố tình bày ra cái trò này, cô lừa gạt tôi, rồi bắt tôi phải làm cái chuyện khốn nạn như vậy đó hả? Không có anh Hưng ơi, cái này là do Thảo uy hiếp em. Em cũng không muốn anh biết được chuyện này, tại vì em sợ anh bị sốc. Còn vụ của cô Bin là em bị hại thiệt. Người yêu cũ của em hại cho em có thai. Lúc mà cô Bin hại tuổi á, em mới nghi ngờ. Để em biết nó không phải là con của anh. Em định nói cho anh rất là lâu rồi, nhưng mà em sợ nhiều thứ lắm. Em rất là sợ luôn anh Hưng. Anh Hưng, con Đan á, nó lừa dối anh bao lâu nay. Chỉ có em mới là người yêu anh thật lòng. Chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho anh. Đồ ghê tởm. Xin ra.
Em đừng có khóc, con đừng có sợ nữa. Anh đã biết chuyện của Biên không phải con của anh từ lâu rồi. Nhưng mà anh tin em, anh tin là em có chuyện khó nói, chứ không phải là em muốn phản bội anh. Còn cô nữa, chuyện của vợ chồng tôi như thế nào không có cần cô quan tâm tới. Không có cần tới một cái loại đàn bà khốn nạn như cô xen vào. Cô đi. Mày đi đi kìa. Mày nên nhớ, từ nay tao cũng không có một đứa bạn thân như mày nữa. Mày cũng biến khỏi cuộc đời của tao đi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Xin lỗi vì đã giấu anh. Anh cũng không có trách em nữa. Sau này anh cũng sẽ yêu thương cô Bin như là con ruột của mình vậy.